Chào cả nhà nha, hiện đang ở cái huyện gì anh? Huyện Quảng Hòa Huyện Quảng Hòa, thuộc xã Quốc Toản, xã Quốc Toản của huyện Quảng Hòa, tỉnh tỉnh Cao Cao Bằng Bằng. nha. Coi như là hôm nay Hiền được anh Nông Hồng Việt là coi như là nhờ là người bạn cũng là người anh ở cái gọi là quê hương xứ sở của anh Việt luôn, là anh sẽ dẫn đi vào thăm núi Mắt Thần. Đúng rồi. Và núi Mắt Thần nói chung là thăm sớm, tại Hiền lịch trình của Hiền còn đi núi Mắt Thần và thác Lên Bản Dốc, rồi còn đi qua cửa khẩu gì quốc tế Tà Lùng. quốc cửa cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Thành thử là do đó là Hiền sẽ không có thời gian nhiều, Hiền sẽ quay review nhanh chỗ cái núi Mắt Thần nơi mà quê hương của anh Việt. Rồi thì Hiền sẽ bắt đầu đi thay vì nói Hiền sẽ đi nha. Và mình cũng nói luôn cả nhà là thay vì cái video clip của Hiền á thì sẽ có bị Hiền sẽ cho nhạc vào cho hay, nhưng mà những cái này thì thôi đỡ, hai anh em trải nghiệm đi, vừa đi vừa nói chuyện đi thì mọi người giống như mọi người đi cùng với mình ấy thì nó hay hơn anh Việt ha. Đây, Nhạc đồ chi hiện nay thì là chúng ta đang đi vào đường vào núi Mắt Thần. Từ đây đi vào còn khoảng 2 km. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, hai bên đều là sườn núi. Ở đây bà con là trồng cây rong giềng này. Bạn Hiền quay đây, à, cái đây dòng là riêng cây là rong cái giềng cây nhá. Cây rong giềng này là sau này người ta làm miến rong đấy. à Đấy. em biết rồi, cây miến rong á đúng không, Đúng rồi, đúng rồi. miến rong À, để đặc đấy đấy. sản á đúng Đúng rồi, đúng rồi. không, mà hôm bữa trước em được nhận một cái phần quà đúng À không. đúng rồi. À rồi, À ở đây đa phần là đồng bào luôn hết đúng không anh, đồng đúng rồi, bào đây chiếm mấy đây cái phần trăm? ở trong khu xã Quốc Toản đây là đồng bào Mông. Có đồng bào Mông thì là chiếm khoảng 30%, còn ngoại ra Cầm là dân game bồ mà nó lắc khiếp lắm nha mọi người. ngoại ra là dân tộc Tày và dân tộc Nùng. Đấy. Cái cấu tạo địa chất thì là xung quanh đây là núi, trên cao là núi non, nhà dưới thấp là thung lũng, thì cũng có một số cái mặt mặt bằng là để cho bà con trồng cấy được lúa. Mà lúa ở đây em cũng thấy lạ lắm anh, cái lúa nó cao nó to lắm nha, cái đồng lúa nó cao lắm nha. Cái lúa cao cao kia là lúa nếp, còn đây là lúa chiêm này. Lúa chiêm, nhưng mà lúa nó vẫn cao hơn trong Đúng rồi, em vẫn thấy cái đồng nó khô đúng không? đúng rồi. Bây giờ là khô, mùa này là khô rồi, lúa chín rồi, người ta phải tháo bớt nước đi để người ta thu hoạch. Hay quá Ừ. ha. Nhưng mà trên này là rất tiếc là hôm sau em sẽ có dịp đi nữa, thì không có thời gian mình phải về lại rồi ấy. Hôm sau em sẽ đi cái đèo gì 14 tầng và cái gì đó, Vâng, cái gì cái có lẽ là do chuyến công tác này là Hiền rất ngắn, nếu như đúng. mà có dành có nhiều thời gian ấy, thì là mình còn đưa Em Hiền sẽ đi cố gắng đi Cao Bằng lần thứ hai. nhiều địa danh. Hiện Đây. nay là hôm nay là Cái đây đây này là cây 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 rong nè. cây cây rong giềng đây. Rồi. Cây này cây rong giềng là cây làm miếng rong mà mọi người ăn hết đúng không ạ? Đúng rồi, Quá trời trời luôn, trồng như là trồng ngô vậy ha, ngô với lại là rong giềng ha. đúng rồi. Ở trong em gọi là cây cây khoai chuối á phải không anh? À Phải đúng vậy không biết. đúng rồi, Nhưng mà hình như cái vùng đất này cây này nó tốt anh ạ. cây này tốt, nó hợp mà. Cái đặc biệt là cái núi mà ở mây mây nó bay, mây mây và sương mù Sương nó bay, sương mù đây. sương mù nó bay ngang qua đẹp quá ha. À, trong này vẫn là nguyên sơ, Nói chung là cơ bản chưa có sự tác động nhiều của con người. Nói chung em đi chưa có lần nào mà bị gọi là quá mệt mệt như lần này. Đây Thôi giờ em nha, đi. bắt đầu đến nha. Đẹp quá ha. Từ anh. Đây, ui rồi, nước đã cạn mà là một số bạn đã đêm qua đang ngủ đêm qua đêm ở đây rồi. Thế là ngủ với lòng hồ luôn á, lòng lòng đó luôn. Đây, nước nước cạn rồi. Đây, núi Mắt Thần kia đã nhìn thấy chưa? Nó có cái Đây, cái hang kia đây. mình đâu cần phải xuống đâu, đứng đây đi anh. Gọi là núi Mắt Thần, không xuống kia nó có một mặt bằng. Xuống anh quay xe được hả? Ừ. Và Hiền có một cái chia sẻ với cả nhà nha, và đỡ đi vào núi Mắt Thần thì các bạn phải đi xe bán tải nha, hoặc là xe off road đó nha các bạn. Đấy, và xe bán tải là các bạn phải đi xe hai cầu nha. Đúng Đúng không? rồi, đúng Xe rồi. hai cầu chứ còn xe một cầu là lên tới mơ là các bạn là cầu cầu xe cẩu vào đấy. Nói chứ không phải là mình review đây cho một số khách mà họ thấy xem Đúng clip rồi. của mình anh thì khi họ vào đấy. Đây là cái Ok, này, họ đây. đây, Đây để Hiền mở cửa Hiền mời bạn xuống. Hiền xuống đây. Đây. Đây xe của anh đẹp, hôm qua đẹp thế này nhưng mà bây giờ dòm lại là coi như là nó như là đấy. Phối cảnh về đề check in núi, đây là núi thủng á, núi thủng đây. Thế thì
đẹp lắm mọi người ơi. Hiền hồi giờ Hiền làm video clip á, thì Hiền chỉ quay loanh quanh lắc quắc nhưng mà chưa có bao giờ đã đi nhiều như mà Hiền sẽ cố gắng đi nhiều hơn. Sau dịch thì Hiền sẽ đi nhiều hơn và Hiền sẽ quay nhiều clip đẹp cho cả nhà cùng xem. Và đúng như cái kênh của Hiền là đặt ra là những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Ở quán cà phê đẹp mỗi nơi thì Hiền sẽ quay lại, và Hiền không có quay nhà hàng review ăn uống đồ hoặc là những cái khác. Hiền chỉ quay cà phê đẹp và Hiền sẽ quay là những điểm du lịch đẹp. Thực sự đây là những điểm du lịch không những đẹp mà đẹp, rất đẹp. Nó cũng giống như Hiền đi vùng biển thì Vịnh Hạ Long, ở đây là gọi là núi mắt thần đúng không? Đây, nó có một cái đi thông qua đấy. Nhưng mà rất tiếc là mình chỉ là review thôi. Chứ còn nếu như mà có dịp mà mình trải nghiệm khám phá là có hay có đi lên trên đỉnh đó chưa ha? Trên đỉnh kia thì các bạn chưa lên, nhưng mà có một số bạn bay flycam qua rồi. Bay flycam qua rồi. Đây. Núi mắt thần, tiếng Tây gọi là núi Thùng, Phe Piot đấy, nằm ở xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh. Thì núi mắt thần thực chất là một cái hang thủng hình tròn. Ok anh. Đường kính hơn 50m, nằm ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ. Rồi. Hang nằm ở độ cao như hiện nay là do vận động nâng trong giai đoạn tân kiến tạo hình thành. Rồi, công nhận. Bên mình và bên Trung Quốc giáp nhau giữa núi non trùng điệp khiếp như thế ha. Mà giống như là nói là mình được, mà như em được biết một số chuyên gia sử học ấy, nó như một bức tường thành ấy. Đúng rồi, đúng đỡ rồi. Ngăn mình nói đây luôn á, mình đã xem rất nhiều phóng sự của Việt Nam nha, của đài truyền hình Khánh Hòa, đài truyền hình Việt Nam nha, thì họ ví cái những cái bức núi này như là một bức tường thành chắn cái Việt Nam á, chắn để che chắn cho mình. Và xa xa kia các bạn cắm trại kìa, mọi người nhìn xem nè. Đó, cắm trại và nó có những cái nước qua nữa phải không? Nước qua nó rất là đẹp đúng không? Hiện nay là mùa này là nước cạn đúng nước không? Cạn rồi. Rồi. Đấy, tiến tới một thời gian nữa bắt đầu là cái cỏ nó lại mọc lại. Thì đặc biệt là ở đây là một cái thảo nguyên sinh luôn, không có khai thác, không cho khai thác đúng không? Đúng rồi, không có. Đặc biệt là rừng nguyên sinh đúng không? Giữ nguyên cái rừng luôn ấy. Đúng rồi. Và dưới đây là các bà con đồng bào trồng ngô nè ha. Rồi cái cây này là cây gì? Cây đậu phụng ha. Cây này cây đậu tương đấy. Đậu tương hay là đậu nành? Đậu nành, đậu nành ha, đậu phụng. Đậu tương. À đậu tương nè. Ở trong em gọi là đậu nành đấy. À. Và trồng lan nè. Lan. À. Rồi cây rong giềng. Cây rong giềng. Thôi thì anh cứ đứng đây đỡ em đi xuống quay cái bãi đá kia rồi mình nước ngành bãi đá cho cả nhà cùng xem. Đây quay đi quay cái cảnh núi Thùng kia kìa. Dạ. Đấy. Nói chung là thực ra thì cái núi Thủng hay tất cả cái này thì đều có các YouTuber họ quay hết rồi anh ơi, nhưng mà mỗi người có một cái sự quay riêng, trải nghiệm riêng anh Việt ạ. À. Thì không ai giống ai hết. Đúng rồi. Dù Hiền quay theo góc quay của Hiền, còn các anh YouTuber thì sẽ họ quay theo các góc quay của họ. Thì nói chung là thì đã nói rồi. Đẹp lắm nha cả nhà. Nó như một bức tranh ấy. Và có một may mắn là Hiền đón Bình Minh Cao Bằng tại núi mắt thần hay hay với Dũng đi xe 42 nhà chở Si. Nếu mà là coi thì là bảo đi lấy. Hồi kia thì phóng sự rồi Hiền xem thì cái thấy từ đồng bào họ làm cái bức tượng đá. Bây giờ tôi mới chạm được vào này nha bà mọi người ơi. Trời ơi, hồi kia là tôi chỉ nghĩ là chỉ là xem trên truyền hình thôi, hoặc là chỉ xem các kênh họ quay về du lịch một Cao Bằng rồi. Hôm nay tôi chạm vào những cái bức đá của người đồng bào họ ngăn tường nè. Ở dưới mình là mình xây đá trẻ nè, rồi mình xây tường nè, làm sắt nè. Nhưng mà ở đây thì họ là đấy thôi. Nói chung là Hiền còn quá nhiều lịch trình và thời gian có hạn á, thành thử là Hiền sẽ lướt nhanh để Hiền còn đi về đi quan điểm khác. Tại vì nếu như mình ở đây thì Hà Nội lên đây cũng có thể lên gần một buổi xe 300 cây số và đi lên trên này được. Còn như mà Hiền thì từ Khánh Hòa mà đỡ đi ra được đây á mọi người thì là một điều mọi người cũng biết rồi. Hiền bay ra Hà Nội, rồi Hà Nội phải đi ngang qua Bắc Cạn, rồi phải lên Cao Bằng. Mà đi xe thì đó, sức khỏe con người cũng có hạn, nói chung là Hiền cũng sức khỏe cũng không phải là còn trẻ nữa. Nhưng mà cũng ráng, nói chung đam mê đây nè, đam mê bất tận á nha mọi người. Đấy, thở rồi đó. Thôi được rồi. Hiền sẽ
dừng video clip ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo về cái vùng đất mà gọi là non nước Cao Bằng. Đúng không anh? Đúng rồi, non nước Cao Bằng. Non nước Cao Bằng. Em với một con quá đẹp. Không biết là ngày nay đi có nổi nữa không, nhưng mà đây. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong video clip tiếp theo nha. Rồi, nói chung là luôn luôn cảm ơn một người anh và người bạn, và ngưỡng là người anh tuyệt vời luôn. Xin chào cả nhà nha. Rồi. Rồi, chúng ta đi tiếp. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip khác nha. Chào nha, nhớ like, đăng ký, chia sẻ kênh cho Hiền những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam nha, để có động lực Hiền quay nhiều hơn.